chào cả nhà nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái video mình từ Phan Thiết nha cả nhà nhé. Đây, mình bắt đầu mình vào cao tốc Phan Thiết này. Đi Di Ninh ở Đà Lạt nhá. Thì mình sẽ không đi đường đèo Di Ninh mà mình sẽ đi đường quốc lộ 28B nhá. Đấy, bên đây là đây, mình đang đi quốc lộ này là quốc lộ 28B, 28 nhá. Còn đây mình vào cao tốc lên Lương Sơn là 28B nhá. Thì cả nhà theo chân mình xem là đi đường cao tốc này nó nhanh hay không nhá. Nhưng mình nghĩ chắc chắn nó sẽ nhanh hơn đường đèo này. Mình đi đường đèo Lương Sơn thì sẽ gần hơn cả nhà nhé. Đây bắt đầu mình vào cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết này này. Đó. Mình sẽ xuống xuống quốc lộ 28B nhé. Mình sẽ bật mí cho cả nhà luôn là cả nhà đi tất cả đi miền Tây, Đồng Nai hoặc đi Sài Gòn ra là các bạn đi đường này thì gần hơn nhé. Còn các bạn đi đường ngã ba Dầu Dây các bạn đi lên rất là xa luôn. Đường gần nhưng mà lại xa hơn đây. Thì các bạn đừng ấy đi đường đèo không mới đi qua thị trấn nhiều nhé. Thì các bạn đi vào cao tốc này nó sẽ không đến nhanh nhất. Đây các bạn đây, nối vào Vĩnh Hảo các bạn đi sẽ đi trực tiếp là Vĩnh Hảo Phan Thiết nha cả nhà nhé. Đây. Hôm nay mình thì tiện mà mình đi lên lên chỗ Lâm Hà cả nhà nhé. Có ký mấy cái giấy tờ nên là mình sẽ đi mình quay cho cả nhà xem luôn này. Hiện tại bây giờ là đang là 9:30 nha cả nhà nhé. Đây, đấy. Giờ bây giờ sẽ lên đến Đà Lạt Di Linh là mấy giờ nhá? Mình không lên Đà Lạt, mình sẽ đi Di Linh thôi cả nhà nhá. Xem là mấy giờ nhưng mà đi phải đi qua Di Linh thì mới tới Đà Lạt được cả nhà nhá. Rồi bây giờ mời cả nhà theo chân mình xem là đi này gần hơn cái nào nhá. Và thời gian là bao nhiêu nhá. Đó, các bạn để ý một điều là từ cái hôm bữa thông xe từ ngày 26 thông xe đến giờ nhá, 26 tháng 4. Trong xe cao tốc Nha Trang Phan Thiết ấy, thì các bạn thấy xe rất là đông đấy không? Đấy, lượng xe rất là đông nhé. Mình thấy xe tải, xe con, xe khách rất là nhiều. Không biết các bạn có nhìn thấy trước rất là nhiều xe này cả nhà thấy không? Đó. Hay là mình nghĩ là chắc chưa thu phí là nhiều xe này. Hiện tại mình cảm nhận rất là nhiều xe này nhé. Đấy. Xe đông mức độ mà chạy chỉ được 70-80 thôi nhà, không được 90. Mà trong khi cao tốc đang cho 90 cả nhà nhé. Đấy mà chạy gì được 70 rồi cả nhà, 70-80 hết rồi. Xe nó quá nhiều này cả nhà thấy không? Đó. Nhưng mình không biết là khi nhà nước thu phí thì xe lượng xe còn đông này không? Đấy, mình thấy cái này lượng xe con rất nhiều, hình như chắc là người ta cũng đi từ Sài Gòn tới đi Đà Lạt cả nhà. Đi Đà Lạt, Nha Trang rồi đi nó nhiều người nhiều Bắc Nam cả nhà. Cái đường này giờ hầu như là đường huyết mạch mà nhanh nhất được cả nhà. Ngày xưa các bạn đi đi từ Sài Gòn mà đi bạn đi Nha Trang nó khoảng rơi vào 8 tiếng cả nhà nhé. Thì giờ các bạn chỉ đi 4 tiếng là ra nơi này, nhanh một nửa luôn. Đấy. Xe khách rất là nhiều, xe 37 Nghệ An này thấy không? Đấy. Đường thì đẹp trơn tru, đi cả năm nay không suy nghĩ gì hết cả nhà thấy không? Không hư hao gì hết này, đường vẫn đẹp nhé. Trên đỉnh đèo nhé. Đây mình hiện tại mình đang ghé chỗ trạm dừng chân này nhé. Đỉnh tứ đỉnh đèo luôn này. Quá đẹp luôn cả nhà. Đây mình sẽ quay cho cả nhà cho coi. Rất là nhiều xe nhé, rất là nhiều xe.
rất là nhiều xe ghé nghỉ đây cả nhà nha. Vì nó quá đẹp luôn, đây mình sẽ lên mình quay cho cả nhà xem này. Đây nhà thấy đẹp không này? À, nãy giờ mình đi ở dưới kìa nha, mình đi tận dưới này, đó, gần hồ nước luôn nha. Mà bây giờ mình đi đây, cái đường mình vẫy lên này, đó. Mình lên đèo này là có thể tới Lâm Đồng rồi nha các nhà nhé. Nãy giờ mình lên mình gọi như mình chạy xe mà mình muốn hơi say xe nhỉ. Đấy mình nghỉ hơn 10 năm 20 phút rồi, mình giờ mình quay cho cả nhà xem đây. Đây một trong cái chỗ này là cái view gọi là triệu đô nhất cả nhà thấy không? Đây. View quá đẹp luôn này, nghe thấy không? Này. Đây chỗ này mình mới vừa đi hết Bình Thuận xong nhé, bây giờ là tới tỉnh Lâm Đồng rồi nhá nhá. Đấy, coi như tới đây là coi như tới Đà Lạt rồi cả nhà nhá. Tới Di Linh Đà Lạt rồi này nhá. Hình như ở dưới kia đang khói cháy rừng thì phải. Sao không ai dập tắt rừng đi nhỉ?